cuối sinh, đại đức chưa mẹ hiền. Quán âm mà tế độ cho bình yên dân tình. Lấy bà cầm nước tỉnh bình, tay cầm mà dương liệu nước linh cứu đời. Mẹ đừng bỏ chúng mẹ ơi, đường trần mà sợ xót chưa mở lời. Tội mang quan âm ơi chốn đại đàn nghe, con cầu nguyện hạ sang cấp kỳ đại lòng đại đức tự bi. Quan âm tế độ việc gì cũng qua, từ đây tất cả chư nhà nhà trì sinh lục tử Di Đà trước máu. Quan âm Bồ Tát kêu gào cúi đầu đáp tạ chứ thấy nào yên nhiên. Quan âm ôi hỡi chớ lâm miền, từ hàng cũng dậy trao liền. Nay mới chứ bây giờ trần hạ chùa cái, lớp đói lớp bệnh vì dãi nhiều đời. Con kêu mẹ gấp mẹ ơi, từ hàng cũng hổ mẹ thời ở đâu. Dù cho còn bãi hay dâu, núi non cũng vậy mẹ thâu. Người lành quan âm tịnh độ tái sanh, lại bà cũ kiếp trần lành còn nguyên. Nếu không chắc phải chinh nghiêng, tạ thơ thành bụi chưa thành điên, chưa thành khùng phép tài. Của mẹ muôn trùng hạ miền mà tiến đổ ung dung cho phàm. Từ đây việc nghĩa con làm, noi theo đức mẹ mà đặng làm việc nhân. Không còn nghĩ phú nghĩ bằng quan âm suy xét, rồi kề gần chứng minh bà bay trên khỏi âm thanh. Nguyện thì sức hiện cho cầm bình nước tiên, để rồi cứu hết trần miền chúng sanh lâm bệnh triền miên ngập tràn. Đó là do ở Tây Phương, do trời mà trị hết trần gian buổi cùng. Con nguyện lại đứng cụ trùng cùng là bạch tử cho ngày cùng quan âm. Con nguyện giả điếc giả câm lý chân mà thông hiểu rồi âm mà thầm. Nay mới trần gian trăm đắng ngàn cây nợ nào bà bỏ chồng gái bụng đầy. Bà thu phép lại chứ phúc giấy ngàn muôn phép ba lạ đủ đầy. Cứu sinh quan âm ôi hỡi chưa trị bình, bà cầm bầu nước chưa tịnh bình. Trong tay cứu nguy trần hạ ngày nay, đây là con cháu gái trai nguyện cầu. Tạ ơn thầy tổ thâm sâu cũng là đức Phật, đôi câu khẩn nguyện quan âm rời cảnh đại tiên. Bà đã hạ miền thấy thế châu châu, này chúng con lại khóc gào lệ cầu mẹ đổ. Ngày nào bình yên năm châu bốn bể ngập liền, trời tru đất diệt không hiền tự ở đây. Tại vì không biết không hay say mê giấc ngủ đủ đầy làm sao. Cứ lo việc thấp việc cao, quên đi ôi hỡi sắc màu triền miên. Này con muốn hỡi khùng điên phát tâm, cầu nguyện nơi biển đánh sơn. Từ đây giả ngọc không sơn, quan âm tế độ còn hơn ngọc ngà. Chắc rằng bà ở Hà Sang, tiếng con tịnh niệm Phật bà hiện ngay. Bà ơi tư tắc lửa rài, từ đây sắp tới hằng ngày cháy luôn. Cháy tiền, cháy bạc triệu muôn.
chúng con nguyện bỏ mà lệ tuôn đặng ngường. Từ đây phép Phật chứ ngăn ngừa, còn ma giới quỷ không chừa, ở đâu sinh bà xung thế bà thâu, thâu yêu thâu quái chưa địa cầu rảnh ra Quan Âm tịnh dưỡng cho bộ đoàn. Đêm buồn mà con trẻ giấy gian thần nguyện, ba đêm ở chốn sân tiên đặt bàn mà cậu nguyện chứ triền miên khóc rồng. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Tịnh Thi Chứng Đề Vương Bồ Tát, Nam mô Tịnh Thi Chứng Đề Vương Bồ Tát, Nam mô Tịnh Thi Chứng Đề Vương Bồ Tát, Nam mô Tịnh Thi Chứng Đề Vương Bồ Tát, Nam mô Tịnh Thi Chứng Đề Vương Bồ Tát. Dù cho con biết nơi nào Quan Âm tịnh niệm phong hào quang ra, chúng sanh thiết thiết tha tha cúi đầu lại Đức Phật Bà chưa ban cho. Thật là sống bủa gai go, bà có căn dặn mau lo tu hiền. Ngày nay trễ nải chiếc thuyền, bà bơi về chốn cho nơi miền Tây Phan, đâu còn ở tại trần gian, nhưng mà thương chúng chứ như vàng hơn muốn mất bà rồi lại lệ xuống lòng từ không bỏ mà chịu muôn không màng. Nguyễn cùng báo cái rằng Phan Quan Âm đổ hết chưa nhẹ nhàng quan dân cú nguy tận thế ngày cần. Đây rồi dồi dập cho phú bần lộn mở nhau, kêu lên mắt lệ cho con trào, con nguyện mà dược thủy cho thành nào thuốc thiên. Nam mô Tịnh Thủy nơi miền bà ơi, chứng trẻ uống liền mạnh ngay, dù cho hư yếm hay hẳn ngày, hay là không lỡ không phải chút nào bệnh tình, do đến trời cao say binh say tướng rải nào cho gốm mà ghê rải u và rải nhỏ tư bề. Nếu ai bị dướng chớ hề được thắng, bệnh thôi chết hỏi cả nhà, bệnh gì mà thuốc trị cho được đà, ở đâu chỉ là thịnh niệm canh đâu. Một người mà tu niệm cứu đâu mọi người. Nam mô Tịnh Thi Chứng Đề Vương Bồ Tát, Nam mô Tịnh Thi Chứng Đề Vương Bồ Tát, Nam mô Tịnh Thi Chứng Đề Vương Bồ Tát, Nam mô Tịnh Thi Chứng Đề Vương Bồ Tát. Mẹ nghe con nguyện khóc ròng, chắc rằng ba tánh não nồng chua cay, trả đi quá nghiệp mình dài, làm sao coi được rồng bãi chư phượng châu. Nghĩ đi rồi thức canh thâu, đêm nay rải rứt con hầu làm sao bây giờ, ở trên non cao thượng bàn cầu nguyện, có trăng sao sáng ngời. Con bưng ly nước tuyết trời, con cầu lấy mẹ mẹ thời, chứng minh biến ra giọt nước chứ thủy tinh cho người, uống hết bệnh tình cho xưa nay. Bờ này gai lại cùng trái Quan Âm tâm niệm hằng ngày, máu đi
niệm Quan Âm việc gì cũng hết. Nếu bệnh tình không chết còn nguyên Quan Âm tâm niệm chưa liền liền, dù cho mắc phải gông xiềng cũng tan. Quan Âm ráng niệm rõ ràng, từ bi gia hộ đau tràn như nhau. Quan Âm phải niệm ngày nào, dù cho có sắc có màu cũng tan. Bị tù bị tội dở dang, Quan Âm tâm niệm chư đạo hòa tràng nghe chưa, thì là tù tội sớm trưa, thả ra mà nhàn nhẹ rồi ngày đưa cho về. Quan Âm ráng niệm chưa tỉnh tề, niệm hoài mà niệm mãi chứ tư bời an nhiên. Bà ngồi nơi chốn đài liên phóng quang, bà biết nơi biển khổ đau. Quan Âm đại lĩnh chưa phóng hào, trăm muôn mà phép ba đã chứ có nào sai ở đâu. Chứ đại mình không nguyện canh thâu, nguyện đi dù bể dù dâu cũng tầm. Quan Âm tâm niệm không lầm, dù cho mình bị cái suốt nhầm mà đọc tên Quan Âm mình niệm rỉ rên, thì là lãnh trước cày bên nhẹ nhàng. Quan Âm niệm Phật cả làng niệm đi rồi thấy nhẹ nhàng, nghe chưa. Tỉnh bình uống nước sống chưa, thuốc đâu có mà chừa lại ai. Quan Âm rồi nguyện Như Lai, nguyện cầu trời Phật đêm nay người niệm cho toàn số được dư. Bà mà động mà thiện từ mới hiện ở chung. Quan Âm ở tận chưa cụ trùng, bà nghe tiếng sấm đùng đùng ra tay. Nhìn coi bà lại chứ tung mờ bay, đặng rồi cứu cấp trần nay mới còn. Thầy xin tất cả bà con rang về cầu nguyện mới còn, nghe chưa. Dù mình tâm niệm thất thưa, thì là bà đó bà đưa mình hồi thế gian. Đến chốn đến rồi không lo niệm Phật rồi coi như nào. Suốt ngày cái miệng bào hao là sanh mang tội làm sao. Mình còn kính xin tất cả bà con ông bà cô bác chiều lòng cầu xin tại gia dân cúng chưa trọn tình. Đặt bàn mà cầu khẩn rồi thiên đình mẹ cha, sau cùng cầu nguyện thiết tha nhờ hàng chư Phật quá ra sen vàng đặng mà hộ hết cho cả đàn. Phóng quang mà xuống thế đặng tràn phép linh, tại gia mình niệm cho mình Quan Âm cứ niệm tỉnh bình tâm thôi. Nghe đi thầy dặn chưa đã rồi, bây giờ cứ niệm đứng ngồi niệm mây. Quan Âm tâm niệm hằng ngày, dù cho sói đá trong gai không nhầm. Niệm đi Đức Phật Quan Âm thì mình chẳng có sai lầm. Quỷ ma dù gần hay lại dù xa, ai bị tù thổi quá ra hết liền. Quan Âm tài phép liên miên, tại mình sao qua chính chuyện biến lười. Mình không có niệm danh người, làm sao mà người đổ chứ vui tươi dương trần. Từ đây xin hết toàn phần về đi tâm niệm lần lần, nhé chưa. Sớm lại ôi hãy cùng trưa, Quan Âm tâm niệm rồi bà đưa qua bờ. Xin ai đừng có giải khờ, niệm đi chẳng có mịt mờ sáng trưng. Liên đài bạch ngọc tay bưng tỉnh bình, mẹ rưới cho mình sạch trong. Lửa kia có nhóm trần hồng, bà phun nước tỉnh tắt không cấp kỳ. Quan Âm cứ niệm mau đi, Quan Âm tâm niệm việc gì cũng qua. Niệm đi tất cả chú bà niệm hết cả nhà, tai nạn lánh tôi. Từ đây ráng tỉnh ráng ngồi, ráng tu mà cho tốt rồi hồi cũng gì. Từ đây nạn ách
dĩ kỳ, tay bay quả gửi thiếu gì nhầm nghe. Bây giờ nhờ mẹ chở che, Quan Âm tâm nghiệm thầy nghe rõ ràng. Bà ngồi trên bảo cái tràng khoan, hay là bà ngữ bồ đoàn tính ơi. Niệm hoài niệm mãi cho từng khi, cho đến mòn mỏi ngủ đi giấc nồng, thức dậy cũng niệm nâu sòng, thì là mình được thoát dòng nguy cơ. Quan Âm cho tịnh niệm cho đúng giờ, thoát quá mà tai nạn cho lên bờ sông mở bế. Quan Âm đã hỏi cận kề từ hàng đón rước từ bề không sai. Nếu trần kêu réo ai ai, ráng mà niệm Phật Như Lai mới màu. Quan Âm đừng bỏ đôi câu, lúc nào cũng niệm mẹ thâu tên mình. Và cùng gian giới thần linh năm non bái núi đổ mình, như như nay con chung lại cho mọi người, đặng mà cầu Phật phước dư đại đàn. Từ đây sắp tới trần gian con nguyện rõ ràng, làm chuyện phước ân cầu sinh mà lại bâng khuâng. Quan Âm tế độ hồng trần ngại nay, tới đây nạn ít như bay. Nước dân mà lửa cháy rứt rai đốt rồi, chắc người không được trọn thôi. Cô đơn mà quạnh quẻ rồi ngồi cuồng điên, tại không bỏ giữ làm hiền, đang gây mối loạn làm phiền chúng sanh, thì giờ phải thức thâu canh. Còn bị mà trừng phạt chỉ anh không lường, có mắt mà lại không thấy được đường. Bây giờ thầy chỉ điểm trường cho nghe, hiền lương trời Phật chở che. Ráng đi mà một chút rồi nghe âm thầm, không về qua phép Quan Âm, cứ về niệm Phật trong tâm của mình. Niệm đi đi đến sân trình, niệm đi mà thầy chứng cho mình rất ngoan. Chứ trở về niệm Phật Tây Phương, niệm Ngài Bồ Tát, chứ niệm mà bà chứ Quan Âm. Niệm thầy phải chịu âm thầm, chịu quan chịu ức, đắng tầm đường đi, chịu nhiều sự việc gian nguy. Kêu bà rước lên thùy tòa sen, nghe đi đừng có đua chen. Đây hàng Phật tử ngồi khen lý thầy. Nam Mô Di Đà Phật. Thì cái bài cúng này cũng xin gửi cho tất cả anh em của mình khắp mọi nơi đó. Đặng nếu mà gia đình nào ở quê hay là ở chỗ nào đó thành tâm đặt bàn để cầu nguyện trời đất Phật và niệm và cầu xin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tái thế để độ dân. Niệm bà gấp, niệm liền, chứ đừng có để tai nạn qua rồi niệm bà. Bà rất từ bi. Nói như thế thì chúng ta phải nhờ phép Phật độ mới hết, chứ không lửa cháy nước dưng bà cầm quả châu bấm tắt liền. Còn chứng địa dương Bồ Tát, tất cả các chị 18 tay 18 cái phép đó, kỳ này trừng trị mới được, chứ không thì không có được. Mà các vị ấy dùng phép tiên không đó quý vị, phép Phật đó. Chứ không phải là không dập tắt được lửa hồng trần địa. Tại mình làm, mình nóng nảy, mình âu lo, mình hung dữ, mình bồi cái đó mà không có bồi cái phước đức đó, thành ra lửa của chúng con nó nhóm lên phải cháy bút thôi, chứ không phải trời đốt thiêu đâu. Cho nên hôm nay phải ráng cố gắng tu tâm, dưỡng tánh để mình sống còn, để mình gặp Phật. Mà chính Phật đã cho mình phép Phật rồi, cũng như là đứa bé học sinh cho mình bài rồi về ráng nôm mà học. Dù mình giữ vịt giữ trâu giữ bò cũng phải có giờ giấc để học bài, để xin thầy cho con không được học, nhưng con có lãnh bài bạn con trao con học, xin thầy chứng minh cho con điểm và con vào thi. Thì thấy không, thì thầy cũng thương à. Tại vì không được đi học mà lén học bài thì cái đó là cái tốt nhất. Còn hôm nay chúng ta đã sung sướng quá, giàu có quá, xe hơi, xe cộ, tàu bay, máy bay, tàu lặn gì đó, nhưng mà mình không quản ngại, không nghĩ tới trời đất. Thì cuồng phong bão tố sắp tới nơi để trừng trị tất cả các bậc chị đó, chứ nhờ ai mình có được ngày hôm nay, cũng nhờ Phật trời.